chị. Ngồi dưới. Để đi. Hả? Cầm đi. Ông ơi, ông đừng có giết chồng tôi. Ông muốn gì tôi cũng chịu. Ra tôi giết ông liền đó. Dạ. Hỏi cái sách. Dạ. Hỏi lên. Dạ. Để lên. Dạ, dạ. Nhanh, nhanh, nhanh. Nhanh. Ông mà la tôi giết ông liền. Nhanh lên. Dạ, dạ. Ở hết ra. Dạ. Nhanh đi. Lấy 50 triệu. Dạ. Ông nói bao nhiêu vậy? 50 triệu. Dạ, dạ, dạ. Biết hả? Dạ. Đi đi. Dạ, dạ. Dạ. Đằng kia. Ông ơi. Ông ơi. Ra lên tôi giết tiền đó. Dạ. Đêm hôm qua, nhà của một giám đốc công ty tài chính bị cướp, tụi bay có biết không? Dạ, em đâu có biết đâu. Em cũng không biết. Suốt ngày tụi bay chỉ lo ăn nhậu và gái gú thôi à, không biết cái gì hết. Báo công an mới đăng ngày hôm qua đó. Em cứ tưởng chuyện gì lạ, chứ báo công an ngày nào nó cũng đăng mấy chuyện này hết á. Mà tự nhiên đại ca quan tâm mấy chuyện vặt vãnh này chi vậy? Tao không quan tâm mấy cái chuyện này, nếu nhà ông ta không nằm cạnh nhà tao. Đại ca nói nằm cạnh, không lẽ là nhà ông Lý? Làm gì có, nhà ông Lý kính cổng cao tường vậy, mấy lớp cửa đào, lại còn nuôi chó bạc rê, thằng nào mà vô cho được. Đó không phải là trộm mà là cướp. Nó kề dao vào cổ ông Lý, bắt ổng tự mở két sắt, rồi lấy tiền đưa cho nó. Wow, thiệt hả đại ca? Nếu vậy thì tên này quá siêu rồi. Tóm lại, tao không muốn có đứa hoạt động trong địa bàn mà tao quản lý mà không cho tao biết. Hai thằng tụi bay lập tức điều tra xem thằng đó là ai, từ đâu tới, và dạy cho nó biết đây là đất của tao, không phải muốn làm gì thì làm. Rõ chưa? Đại ca yên tâm đi, trong vòng ngày mai em sẽ dắt nó về để đại ca trị tội nó. Em giỡn gì kỳ vậy? Có biết là nguy hiểm chết người không? Tôi giỡn mà em. Giỡn nè. Mẹ mày dám muốn tao hả? Hai người muốn cái gì? Tao muốn lấy cái vỏ và chiếc xe của mày được không? Thì ra tụi mày là cướp hả? Mẹ mày vậy. Em nè. Hiếp trách phụ nữ hả? Chạy biết. Cô ơi, cô có sao không? Cô. Cướp. Tôi bị cướp. Anh ơi, đứng lại đi. Anh chưa có được về đâu. Làm gì? Bệnh viện đã cứu chữa cho cô ta rồi mà. Tôi ở lại làm gì? Anh phải ở lại để chờ lấy lời khai của công an nữa chứ. Lời khai gì chứ? Thì lời khai anh gặp cô ta ở trong hoàn cảnh nào? Trời đất ơi, tôi đã nói với cô với mọi người rồi. Tôi đi làm về ngang qua thấy cổ ngất xỉu bên vệ đường. Tôi làm phước mang vô bệnh viện thôi. Lát nữa công an có tới thì cô cứ nói y chang như vậy là được rồi. Chứ tôi ở lại làm gì cho phiền phức. Biết đâu chừng anh đụng cô ta ngoài đường thì sao? Cô ăn nói ngang ngược gì hả? Tôi đụng cô ta hồi nào? Anh đụng cô ta ngoài đường thì sao tôi biết được? Cô vừa phải thôi nghe. Anh đứng yên ở đó. Đây là quy định của bệnh viện. Tôi mặc kệ cái quy định của bệnh viện cô. Chị có điện thoại. Của ai vậy? Của bệnh nhân ở trong phòng á, cứ reo hoài em không biết là ai gọi nữa. Thì cô nghe giùm cô ta đi. Lỡ mà người nhà cô ta gọi thì sao? Chị nghe đi, em mới vào làm việc, em không dám làm càng đâu. Trời ơi, có vậy thôi mà cũng lâu lắc quá đi. Alo, tôi nghe đây. Không phải. Tôi chứ không phải con gái của ông. Cái gì? Con gái của ông hả? Đang cấp cứu trong bệnh viện kìa. Vô liền đi. Vậy cũng lâu nữa. Nè, đã nói là anh không được đi rồi mà. Thủ tục cái quái gì không biết nữa. Cô y tá cho tôi hỏi thăm, bệnh nhân Dương Thị Cẩm Tú đang nằm ở phòng cấp cứu này phải không cô? Dạ, từ hồi chiều tới giờ con mới nghe nói tên Cẩm Tú trong danh sách cấp cứu. Gì? Không có. Rõ ràng là hồi nãy tôi nhận được tin báo của bệnh viện, nói con tôi đang bị thương nặng, đưa vô bệnh viện này cấp cứu mà. Sao không có được? Bị thương nặng cấp cứu? À, con của chú có phải là cô gái trẻ 20 mấy tuổi không ạ? Mới được đưa vào đây. À đúng, Cẩm Tú, con của tôi đó. Cô gái đó làm sao rồi cô? Cô nằm ở trỏng á, vô thăm liền đi. Ủa, làm sao anh biết? Thân nhân tới rồi, thôi tôi về nha. E là chưa được đâu anh, công an sắp đến rồi. Trời ơi, tôi nói bao nhiêu lần cô mới tin đây. Tôi không có gây tai nạn cho cổ. Tôi đi làm ra cái tôi thấy cổ xỉu giữa đường, cho nên là tôi mang cổ vô bệnh viện thôi. Cậu là người đưa con gái tôi vô bệnh viện đó hả? Đúng vậy. Tôi không cần ông xúc động hay mang ơn gì đâu. Tôi ra ơn bắt cầu báo. Trời đất ơi, ông làm gì vậy? Xin hai người giữ trật tự. Nè, tôi cứu con ông. Ông không cảm ơn thì thôi, sao ông đánh tôi chứ? Cứu người? Thứ giang hồ chợ búa như mày mà còn biết được hai chữ cứu người nữa hả? Nè, có phải mày đua xe lạng lách đụng phải con gái tao phải không? Ông nói cái gì vậy? Trời đất ơi, tôi đụng con gái ông hả? Mắc mới gì, tôi đâm đầu vào đây đập bạn à? Mày không có ngu dại đâu. Mày thừa biết tao là một thương gia giàu có mà ha. Mày định thừa nước đục thả câu á để mày kiếm mớ tiền chứ gì? Ông mấy anh tới rồi. Là anh ta, đây là người đã đưa cô gái tới bệnh viện. Chúng tôi cần được nghe lời khai chi tiết từ anh. Mong anh vui lòng hợp tác. Muốn bắt thì bắt đi, không cần gian qua đâu. Chúng tôi mời chứ không phải bắt. Mong anh vui lòng hợp tác. Mời anh. Được thôi. Nè, con gái tao mà có chuyện gì á, tao không để yên mày đâu. Chưa gì mà chú đã đánh người ta rồi. Lỡ anh ta là người tốt thì sao? Tốt cái gì? Thứ giang hồ bụi đời này á, mà tốt cái gì mà cô lo.